Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định Slovakia và Croatia 1:45 ngày 5 tháng 9 vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Đội tuyển Croatia hiện là đương kim Á quân của World Cup nên việc họ đánh giá cao hơn đối thủ là điều tất nhiên, ngoại trừ sau khi thất bại ở ngày ra quân trước đội tuyển Slovenia thì mọi thứ bắt đầu đi đúng hướng. Cho nên đội tuyển Croatia cần phải có chiến thắng ở chuyến làm khách tới đây trên sân của đối thủ Slovakia để cầm chắc ngôi đầu, bởi đối thủ ở trận đấu sắp tới diễn ra cũng đang bám sát họ trên bảng xếp hạng. Còn về Slovakia thì dù trong đội hình của họ không có những ngôi sao lớn, thế nhưng họ đã cho người hâm mộ thấy khả năng chiến đấu của mình. Ở trận đấu gần nhất, Slovakia bị cầm bởi đội tuyển đánh giá thấp hơn là đội tuyển Slovenia. Dù có một thế trận áp đảo nhưng những sai lầm ở tuyến phòng ngự đã khiến họ đánh rơi điểm một cách đáng tiếc. Lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển Croatia và Slovakia, Croatia bất bại cả 5 trận đối đầu gần nhất theo kèo châu Á. 4 trên 5 trận đối đầu gần nhất có bàn thắng trong hiệp 1. 3 trên 4 trận đối đầu gần nhất có tổng số bàn thắng từ 3 bàn trở lên. 3 trận đối đầu gần nhất có tổng bàn thắng chẵn. Dự đoán kết quả trận đấu giữa Slovakia và Croatia, kèo tài xỉu 2/1/4, tỷ lệ kèo châu Á 1/2. Dự đoán kết quả chung cuộc 3-1 nghiêng về Croatia. Bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép khép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Mời quý vị nhớ đón xem và đừng quên ủng hộ đồng hành trên kênh Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.